Chào các bạn, dựa vào tiêu đề của video hôm nay thì có lẽ là các bạn cũng biết là chúng mình muốn làm cái gì. Và xuất hiện ở khán đài A của chương trình chúng ta sẽ là mẫu tay ga Honda Airblade. Tiếp theo đó phía còn lại không ai khác chính là đối thủ nặng ký của Airblade, Yamaha NVX 125cc. Và tiếp theo đây như cách thức làm video công nghiệp của bên mình thì sẽ là một số hình ảnh giới thiệu chi tiết hai mẫu xe. Đây là hai mẫu xe cạnh tranh nhau khá là gắt gao của Honda và Yamaha, bởi chúng đều nhắm đến đối tượng khách hàng nam giới trẻ đang đi học cũng như đi làm. Và cái điều quan trọng nhất là cả NVX 125 cũng như là Airblade đều sở hữu mức tiền khá là cân nhau. Chính như vậy là người tiêu dùng nhiều khi cảm thấy vô cùng lăn tăn khi không biết lựa chọn giữa xe nào với xe nào. Và do đó thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một cái nhìn chi tiết về cả NVX 125 cũng như Airblade nhằm chọn ra được mẫu tay ga ưng ý. Như các bạn có thể thấy trên hình, khi mình đặt hai cái mẫu xe này đấu đầu nhau thì NVX 125 trông to con và ngầu hơn hẳn so với Airblade. Bởi vì đến với dòng xe tay ga này thì Yamaha đã áp dụng phong cách thiết kế trục chữ X. Tạo một cảm giác thể thao và mạnh mẽ. Còn đối với Airblade phiên bản đời mới nhất này thì Honda đã làm ra những cái sửa đổi so với cả phiên bản cũ. Mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là chiếc xe nó không còn cái ngoại hình nó hơi to nữa mà nó trở nên thon gọn hơn. Nhưng mà cái điểm đặc biệt ở đây chính là cái thiết kế vỏ ngoài của xe được trang bị thêm những cái đường nét nó góc cạnh và trông nó dữ hơn rất là nhiều. Và cái nâng cấp đáng kể nhất trên mặt ngoại hình của chiếc Airblade đời mới này chính là hệ thống đèn pha LED tích hợp cùng cả xi nhan. Nó tạo cho mình một cảm giác rất là cục, rất là phân khối lớn. Phần rãnh mắt của hệ thống đèn pha gợi nhớ mình đến dòng Panigale của Ducati. Trong khi đó hai cái mí mắt được kéo xách lên thì phần nào liên tưởng giúp mình liên tưởng đến mẫu Honda Saber 1000. Trong khi đó mặc dù sở hữu cái thiết kế ngoại hình trông rất hoành tráng, nhưng phần đầu đèn của chiếc NVX này chưa gây được ấn tượng mạnh mẽ như Honda Airblade. Tuy vậy thì cái cặp đèn pha cùng xi nhan tách rời lại vô cùng ăn nhập với cả bộ vỏ của xe. Và cái điểm mà mình cực kỳ thích ở trên cái thiết kế đèn đầu đèn này là chúng cũng tuân thủ chặt chẽ theo cái phong cách thiết kế chữ X mà Yamaha đã sử dụng trên xe. Như bạn có thể thấy là đây tạo thành một chữ X, đây tạo thành một chữ X, và cái phần bên này của đầu đèn cùng xi nhan cũng tạo thành một chữ X. Về phần chiều cao yên thì NVX sẽ có đôi chút nhỉnh hơn so với Honda Airblade. Cụ thể yên của NVX có độ cao là 790mm, trong khi với Airblade con số này là 777. Và ngoài ra thì cái yên sau của NVX cũng được thiết kế theo phong cách hai tầng giống như chiếc phân khối lớn, tạo cho người ngồi sau một cảm giác rất là bá chủ bề thế. Tuy nhiên thì được cái này nhưng mà mất cái kia. Mặc dù phần đuôi của NVX rất là đẹp nhưng mà nó lại không có cái tay xách riêng lẻ như Airblade. Thành ra nhiều khi mình dắt xe mình cảm thấy hơi bất tiện ấy. Mặc dù là Yamaha đã thiết kế cho người dùng vào một cái hốc ở dưới phần ốp, nhưng mà lúc mà dắt xe ở trong cái khoảng cách hẹp thì mình vẫn cảm thấy nó hơi khó chịu một chút. Về phần thiết kế đèn hậu thì NVX chất hơn so với cả Airblade, bởi vì mẫu tay ga của Honda vẫn sử dụng cái phong cách thiết kế đèn hậu tích hợp cùng cả đèn xi nhan. Mặc dù là đã có những sửa đổi so với cả cái phiên bản cũ vuốt nhọn hơn, nhưng mà nếu mà đem ra so sánh với cả NVX thì theo mình là vẫn thấy là chưa đủ. Mình vẫn chấm NVX cao điểm hơn, tại vì cái bộ phận đèn hậu của NVX này mặc dù không quá to nhưng mà ốp rất gọn và phần vỏ nhựa đuôi xe. Và ngoài ra thì Yamaha cũng để cho cái bộ phận xi nhan tách rời riêng biệt, tạo cho xe một cái góc nhìn rất là thoáng đãng. Honda Airblade được trang bị một bảng đồng hồ sử dụng kim analog đo tốc độ của xe, kết hợp cùng với cả một màn hình kỹ thuật số nhỏ. Trong khi đó NVX được trang bị bảng đồng hồ hoàn toàn bằng kỹ thuật số với màu xanh dương rất là bắt mắt, tạo cho người dùng một cảm giác rất là high tech, rất là công nghệ cao. Thậm chí nhiều bạn của mình còn đùa theo kiểu là ông ơi, đây có vẻ là cái màn hình của cái game bắn ruồi không? Cái trông nó rất là giống một cái giao diện của một game bắn máy bay vũ trụ mà bạn hay chơi trên cái máy cây ngày xưa ấy. Về các cái tính năng an toàn được trang bị trên xe thì Honda Airblade sử dụng ổ khóa từ, trong khi đó NVX 125 được trang bị ổ khóa thông minh. Cá nhân mình thì mình thích cái ổ khóa thông minh này hơn, tại vì với những cái người mà hơi não cái mình ấy, mình không treo chìa khóa nhà, chìa khóa xe, đủ lại chìa khóa trên người thì mình sẽ rất dễ rơi vào cái tình trạng hỗn loạn ấy. Và cái ổ khóa thông minh của NVX này nó giải quyết cho mình cái vấn đề đấy. Với một mẫu xe ga thì dung tích cốp dù to hay nhỏ cũng là vấn đề mà người tiêu dùng rất là quan tâm. Và ở trên Airblade
Dung tích cốp của xe là 28 lít, trong khi đó NVX 125 chỉ được có 25 lít thôi. Nhưng mà với mình thì 25 lít nó cũng đủ để chứa cả một thế giới rồi. Về cảm giác lái thì NVX 125 sẽ cho người điều khiển một cái phong thái ngồi xe nó thoải mái hơn so với cả mẫu tay ga của Honda. Bởi NVX 125 thì sở hữu cái chiều cao lớn hơn, cùng cái bản yên rộng hơn, khiến cho những cái người mà có chiều cao từ 1m70 đổ lên giống như mình ấy cảm thấy rất là thoải mái khi điều khiển xe. Bù lại thì với cái thiết kế nhỏ nhắn và gọn gàng thì Honda Blade lại có cái khả năng lưu thông trong đô thị vào cái giờ cao điểm nó linh hoạt hơn so với cả NVX 125. Tuy vậy, mặc dù sở hữu cái thiết kế vỏ ngoài khá là cồng kềnh, nhưng mà NVX 125 lại không hề tạo cho người lái một cái cảm giác nặng nề hay chậm chạp. Tại vì về mặt thông số kỹ thuật thì NVX 125 lại có cái công suất cùng mô men xoắn thì tự nhỉnh hơn một chút so với cả Honda Blade. Ngoài ra thì trên khối động cơ Blue Core của NVX 125 thì cũng được Yamaha trang bị công nghệ van biến thiên VVA, giúp cho xe khả năng bứt tốc mạnh mẽ hơn và kéo dài cuộc vui lâu hơn. Cả hai mẫu tay ga đều trang bị công nghệ ngắt từ động cơ tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu. NVX 125 cùng Honda Blade đều được trang bị cặp bánh kích thước 14 inch. Tuy nhiên thì NVX lại sở hữu cái bộ lốp nó có kích thước khủng hơn, cụ thể là 110 phía trước và 140 phía sau. Trong khi đó thì thông số lốp của Blade chỉ là 80 phía trước và 90 phía sau. Cái việc sở hữu bộ lốp kích thước lớn hơn thì đồng nghĩa với việc NVX sẽ có khả năng bám đường tốt hơn Honda Blade, và ngoài ra thì xe cũng có khả năng cân bằng tốc độ chậm tương đối ổn định. Về mặt hệ thống giảm xóc thì thời gian vừa qua Yamaha có thay thế cho NVX cặp thụt mới với cái lò xo lớn hơn, tăng cường khả năng đàn hồi. Nhưng mà nếu mà đem so sánh với cả Honda Blade thì mình thấy là hệ thống giảm xóc của NVX vẫn không êm bằng. Tuy nhiên thì cái điều đáng an ủi là yên xe của NVX nó vẫn mềm hơn so với cả yên xe của Honda Blade. Yamaha NVX 125 cùng Honda Blade đều có cái giá bán rất là cạnh tranh. Cụ thể là NVX 125 sẽ có 4 sự lựa chọn về màu sắc, cùng giá bán lẻ đề xuất là 40.990.000 đồng. Trong khi đó thì với mẫu tay ga của Honda này thì sẽ có 11 sự lựa chọn về màu sắc, cùng giá bán lẻ đề xuất dao động từ 37.990.000 đồng cho đến 40.990.000 đồng. Cái mức giá này sẽ dao động tùy theo sự lựa chọn về màu sắc của mỗi người mua. Qua cái thời gian trải nghiệm cả hai mẫu tay ga này thì mình sẽ có những cái nhận định về hai dòng xe này như sau. NVX 125 sẽ phù hợp với cả các bạn trẻ có cá tính, thích thể hiện phong cách của bản thân và nhắm tới một mẫu tay ga trông nó hầm hố và thể thao. Còn với những người tiêu dùng mà muốn hướng tới một cái phương tiện đơn giản, nhẹ nhàng làm cái chiếc xe di chuyển hàng ngày trong đô thị thì Honda Blade sẽ là một sự lựa chọn rất là hấp dẫn. Và ngoài ra thì với cái dung tích cốp tương đối lớn, Honda Blade không chỉ là một cái sự lựa chọn cho khách hàng nam mà kể cả các bạn nữ chạy cũng rất là ok. Mong rằng qua cái video này thì các bạn có thể tìm được cái đặc điểm mà mình thích của mỗi dòng xe để lựa chọn cho mình mẫu tay ga ưng ý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.